Tuấn rất là thích dưỡng da từ những thành phần tự nhiên. Trước khi đắp mặt nạ, Tuấn thường xông hơi mặt bằng Herbal Salt bởi vì nó có thành phần 100% nguyên liệu tươi sấy khô, gồm có muối hồng Himalaya nè, hoa hồng, hoa lài, hoa cúc, cây sả, gừng, chanh và khổ qua đều là những nguyên liệu từ tự nhiên. Khi xông hơi, hơi nóng sẽ giúp cho lỗ chân lông của chúng ta nở ra để hấp thụ dưỡng chất một cách tốt nhất. Và Tuấn chọn mask khổ qua rừng từ Lemon Beauty bởi vì nó giúp cho da có thể sát khuẩn, làm sạch da, trị mụn, ngăn ngừa mụn, đặc biệt là mụn ẩn. Mask khổ qua rừng giúp cho da sáng hơn, mờ thâm mụn, làm liền sẹo và còn se khít lỗ chân lông nữa. Đặc biệt nha, là làm dịu da khi đang bị dị ứng đó. Tuấn rất là thích chăm sóc da bằng những thành phần tự nhiên. Chính vì vậy mà Tuấn đã chọn mask khổ qua rừng của Lemon Beauty. Các bạn cũng có thể thử để cảm nhận làn da được nuôi dưỡng thật thanh mát và sạch mụn nha.